Rồi em phát xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em còn vài cây hoan bót thanh lý cho anh em luôn. Con này thì vòng tua 2001, 3 chức năng. Có chức năng ngắt máy khi anh em khoan nếu mà bị chống gãy mũi, kèm theo là chống giặt tay. Đó. Thì con này mã là HDH183, bao gồm một máy 2 pin 3A, một sạc. Bộ này để cho anh em là 4,4 triệu, bao gồm một thân máy 2 pin 3A, một sạc 4,4 triệu. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ em. Bộ này thì anh em làm công trình thoải mái nhá. Hàng bót thì máy rất là êm, cho nên anh em yên tâm sử dụng. Kèm theo là nó sử dụng 20 cấp vừa, 25 cấp vừa trượt vừa ngắt. Có nghĩa là nó sẽ vừa trượt vừa ngắt máy luôn. Ba chế độ là chế độ khoan có búa, chế độ bắt vít và chế độ khoan. Hai số, số 1, số 2, tương đương với hai vòng tua. Mã của nó là, hàng này là Made in Malaysia. Mã của nó là HDH183. Thì hàng này là em thanh lý nha anh em, 4,4 triệu bộ như hình, như video đây. Một máy kèm 2 pin 3A kèm một sạc. Sạc anh em lưu ý là sạc điện 120V, cho nên anh em mua một cái biến áp anh em sử dụng nhé. Rồi, cảm ơn anh em.